Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một đề tài trình chiếu, đó là 27 về phần rửa nguyên liệu thực phẩm của môn kỹ thuật thực phẩm 1. Thì các nguyên liệu mua về thì đầu tiên là chúng ta sẽ đầu với một quá trình, đó là quá trình rửa. Rửa đây cho sao. Đầu tiên chúng ta có hai phần. Đầu tiên là nguyên tắc chung khi rửa nguyên liệu. Chúng ta có các phần khái quát, các giai đoạn ngâm, rửa và tác dụng của môi trường rửa. Thứ hai, chúng ta sẽ nghiên cứu về các loại máy rửa nguyên liệu, về cấu tạo chung của máy rửa và cấu tạo từng loại máy rửa. Về nguyên tắc chung khi rửa nguyên liệu cần phải sạch và có thể phải xử lý sơ bộ trước khi chế biến. Có thể áp dụng máy rửa đối với trong quá trình chế biến quy mô lớn trong công nghiệp. Tuy nhiên, vì nguyên liệu có hình dạng rất là phức tạp và dễ hư hỏng, xây xát nên khó có thể áp dụng cơ giới cho tất cả các loại nguyên liệu. Giống như các loại rau, các loại mềm đều đó, có thể khó sử dụng máy cho nó lắm. Đầu tiên, sau khi lựa chọn phân loại nguyên liệu sẽ được đưa qua khâu rửa. Đây là một cái hình ảnh minh họa về người này đang rửa cái rau củ. Nhằm mục đích đó, là loại bỏ đi các tạp chất, bụi và đất cát bám xung quanh cái nguyên liệu này, đồng thời làm giảm một lượng lớn vi sinh vật ở trên nguyên liệu, tại vì rửa nó sẽ bị trôi ra. Tiếp theo là yêu cầu về nguyên liệu sau khi rửa. Có 3 yêu cầu, đó là phải sạch, không bị dập nát và phải ít bị tổn thất các chất dinh dưỡng. Cơ rửa làm có 2 giai đoạn. Đầu tiên là chúng ta đến giai đoạn ngâm. Giai đoạn ngâm trong nước. Có thể ngâm trong nước nóng hoặc nước có pha hóa chất. Và thường thường người ta sẽ ngâm với một ít muối. Mục đích là làm giảm cái trương nước trong thực phẩm và làm giảm liên kết của các cặn bẩn, làm cho cái cặn bẩn bị bở ra và tơi ra, để lát cho quá trình rửa nó sẽ dễ dàng hơn. Thời gian ngâm sẽ tùy thuộc vào các loại bao bì, nguyên liệu và đặc tính của cặn bẩn. Tiếp theo là đến giai đoạn rửa. Giai đoạn rửa là giai đoạn làm sạch sau khi ngâm bằng cách dùng các lực cơ học như là các tia nước mạnh hoặc chổi, bàn chải hoặc các cánh đảo làm cho các cặn bẩn trôi ra. Cần phải có phương pháp rửa thích hợp. Đối với nguyên liệu, kích thước, hình dạng không đồng nhất nên quá trình rửa khó sạch đồng đều. Do đó, sau khi rửa bằng máy, chúng ta thường rửa lại bằng tay. Về tác dụng của môi trường rửa, việc sử dụng nhiệt và hóa chất tẩy rửa có nhiều hạn chế, do làm ảnh hưởng tới như là ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dư lượng hóa chất có thể gây nguy cơ ảnh hưởng đến điều kiện an toàn thực phẩm. Nhiệt và hóa chất tẩy rửa. Tiếp theo đến phần 2 là máy rửa nguyên liệu. Có rất nhiều máy rửa nguyên liệu khác nhau về cấu tạo, tuy nhiên nguyên tắc hoạt động gần như giống nhau. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại máy rửa thường gặp, là máy rửa băng chuyền, máy rửa lòng quay, cánh đảo và sàn lắc. Về ứng dụng thì chúng ta có thể dùng máy loại rửa này rửa các loại rất là đa dạng như là rau, củ, quả, nguyên liệu, thủy sản. Đây là các loại nguyên liệu sau khi rửa. Trước khi rửa thì nhìn nó rất là dơ và bám đầy bụi bẩn nè. Sau khi rửa thì nó sẽ sạch hơn và các bụi bẩn đất rồi nó sẽ tơi ra. Cấu tạo chung của một máy rửa nguyên liệu gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên là hộp điều chỉnh. Nó sẽ gồm các nút vặn để chúng ta có thể kiểm soát được nguồn điện, mực nước, tốc độ sục khí sao cho phù hợp với thực phẩm, cái lượng thực phẩm mà mình đưa vào máy. Nếu mà thực phẩm nhiều thì mình sẽ đưa cho nó sục khí nhiều hơn, còn thực phẩm ít thì mình sẽ sử dụng một lượng nước ít hơn.
Đây là xin mời các bạn hãy xem một ở đây là một cái máy rửa nguyên liệu. Ở đây là hộp điều chỉnh. Ở đây có các nút vặn để mình có thể điều chỉnh được. Đây nút đỏ là nút nguồn nè. Các nút ở đây là mình có thể điều chỉnh được tốc độ của băng truyền, tốc độ của nước xả xuống và tốc độ của nước thu hồi. Tiếp theo là đây là cái khoang. Cái khoang ở đây là khoang chứa nước và đây là cái khoang rửa chính của mình. Về phần thứ hai, đây là khoang chứa nước với độ rộng gần 500 mm, có nghĩa là nửa thước và sâu gần 1 mét. Đây là cái phần diện tích tiếp xúc để các loại thực phẩm được tiếp xúc với nhau nhiều nhất, giúp rửa trôi phần lớn các hợp chất hóa học, chất bảo quản không tốt cho sức khỏe có trong rau củ ha. À, thứ ba là băng truyền. Đối với máy rửa băng truyền, cái phần băng truyền là đưa lượng rau củ quả đã được sục trong khoang chứa ra ngoài. Với thiết kế cái lỗ thoáng có răng cưa, thực phẩm đi qua băng truyền gần như ráo nước và không bị rớt lại bể nước. Đây là một cái cấu tạo của một máy rửa băng truyền ha. Đây là hộp điều chỉnh. Ở đây là cái buồng chứa nước và ở đây là cái phần băng truyền mà để đưa cái sản phẩm ra bên ngoài nè. Cấu tạo của máy rửa băng truyền thì băng tải sẽ làm thành thép không rỉ hay còn gọi là thép 304 và thùng chứa nước có thể tích tương đối lớn. Băng tải thường được làm chia 3 phần. Bên dưới băng tải là phần ngập trong nước, bố trí các ống thổi khí. Ở đây các bạn có thấy được băng tải này đã. Băng tải này nó chia làm 3 phần. Phần trên, phần 1 là cái phần thứ hai là ngâm trong nước nè. Phần 2 là phần ngâm trong nước. Phần 1 phần ngâm trong nước nè. Phần 2 là phần dốc lên và phần 3 là phần ngang ra để đưa nguyên liệu ra ngoài. Ở đây có thấy một là cái máng dẫn nguyên liệu vào. Cái thứ hai ở đây là cái băng tải. Băng tải thì ở đây là tang quay, con này tang dẫn. Tang quay. Thứ ba là ống thổi khí, ống sục khí ở dưới đây lên để làm tăng cái sự xáo trộn của nước để làm cho sản phẩm được sạch hơn. Thứ tư là vòi phun nước áp lực cao để rửa lại một lần nữa cho sạch cặn bẩn. Cái nguyên lý này rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào đây, là sẽ ngâm trong nước. Đối với cái có ống thổi khí phun bên đây sẽ làm cho sạch và đưa lên máng nghiêng, nghiêng khoảng góc 30 độ để có vòi phun nước áp lực cao để làm cho sản phẩm sạch hơn, và đến máng nằm ngang ở đây, băng chuyền nằm ngang để cho sản phẩm được ráo nước và đưa ra ngoài. Ở đây là có áp suất áp lực cao từ đến 2 đến 3 AT. Cái này là nguyên lý hoạt động, các bạn sẽ thêm thêm nha. Băng tải sẽ di chuyển nên ngoan nguyên liệu đi dần xuống về băng tải nghiêng. Hiệu quả tăng cường nhờ thổi khí. Thổi khí là cái phần bên dưới á. Khi nguyên liệu di chuyển đến phần nghiêng của băng, các vòi phun nước với áp suất cao đến 2 đến 3 AT sẽ rửa sạch cặn bẩn. Ở cuối quá trình rửa, nguyên liệu di chuyển đến phần nằm ngang phía trên để được làm ráo nước. Máy rửa băng truyền thì có thể điều chỉnh tốc độ di chuyển của băng sao cho phù hợp. Nếu mà thực phẩm của mình quá bẩn thì mình sẽ rửa chậm chậm thôi để tăng thời gian để cho nó sạch hơn. Nếu mà bám bẩn ít thì mình sẽ vặn cái núm điều chuyển để cho băng truyền đi nhanh để làm tăng hiệu suất. Nước sạch từ vòi phun sẽ được bổ sung cho hệ thống, còn cái cặn bẩn sẽ được tháo ra liên tục qua van xả thừa theo máng chảy ra ngoài. Ở đây là sẽ có cái máng, đây là có cái van nè, các bạn thấy không? Cái van này nước ở đây chấm 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 nhỏ nhỏ này nè là cặn bẩn này sẽ được tháo ra ngoài và nước sạch sẽ được tiếp tục cung cấp vào đây. À, xin mời các bạn hãy theo dõi một cái video mô tả về nguyên lý hoạt động của máy rửa băng chuyền nha.
Đầu tiên là chúng ta có các loại rau củ như là cà tím, ớt chuông, loại rau cải sẽ bỏ vào đây. Bỏ vào đây sẽ là cái đến hệ thống băng chuyền và người này đang nhấn nút để điều khiển hoạt động. Mình sorry các bạn nè, tại vì cái file này mình để lâu quá nó đã không hỗ trợ cái tính năng mà chiếu video nữa rồi. Các bạn có thể tìm từ khóa máy rửa băng chuyền cơ khí Viễn Đông trên YouTube để các bạn xem thêm nha. Tiếp theo là máy rửa cánh đảo, một loại máy rửa tiếp theo. Ở đây là chúng ta có một cái động cơ điện, ở đây có một cái trục giống như là cánh gắn cái cánh đảo cánh khuấy ở trên đây. Phía trên có hệ thống ống phun nước rửa. Ở dưới đây là cái máng đục lỗ này sẽ thu hồi cái nước rửa này là nước thải. Cái máng với cấu tạo hình hình này kêu hình gì? Một máng đục lỗ hình bán trụ. Một máy rửa cánh đảo á, chúng ta sẽ làm việc liên tục đối với các loại củ quả cứng như là khoai nè, gừng hoặc là nghệ nè. Cấu tạo là gồm một máng đục lỗ hình bán trụ nằm cạnh ngang, bên trong có gắn cái trục quay như thế này. Trên cái trục này chúng ta có gắn các cánh đảo, đây một cánh, hai cánh và cái này cũng là cánh đảo nè. Nó sẽ gắn theo hình xoắn ốc như thế này, giống như là cái hình trục vít hay là vít tải các bạn sẽ đã được học rồi đó. Bên trên máng là một hệ thống phun nước rửa với áp suất cao. Rửa cánh đảo thì có gắn một loại cái cánh khuấy dạng bơi chèo, khi mà cái khuấy quay nguyên liệu sẽ được di chuyển cùng với vòi nước và được làm sạch. Sau đó hệ thống hoa sen sẽ tráng sạch lại đất cát. Nhưng mà cái máy này có hiệu quả rửa chưa cao, chỉ đã áp dụng đối với các loại củ quả cứng thôi, mà bám bụi đất rất là nhiều. Cấu tạo là gồm tiếp theo là máy rửa kiểu sàn, sàn lắc để rửa các loại nguyên liệu tương đối cứng. Cấu tạo là gồm một sàn đục lỗ, phía trên màn có bố trí các vòi phun nước rửa. Đây là hình ảnh nè, đây là một cái sàn này có thể lắc ra lắc lại. Ở đây mình sẽ đây là cái tháo cửa tháo nguyên liệu và ở đây là có hệ thống phun nước áp suất cao. Khi mà rửa thì nó sẽ sàn sàn tới sàn lui xe rửa và nước cái trên đây xả xuống. Nè, các bạn có thể thấy được ở đây có một cái sàn, có cái lò xo tạo rung. Đây là cơ cấu lệ tâm. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào, nó sẽ sàn sàn và nguyên liệu sẽ được đi ra ngoài đây là nguyên liệu sạch. Ở đây có các tấm đục lỗ như thế này để cho các cặn bẩn và nước rửa nó có thể chảy xuống và ở phía trên có một cái vòi phun nước. Sàn thì sẽ được đặt nghiêng, các bạn thấy là do cơ cấu lệch tâm, sàn sẽ được đặt nghiêng xuống. Nguyên liệu được cho vào ở đầu cao hơn do chuyển động bề mặt sàn tiếp xúc với mặt sàn đồng thời với nước xối từ trên. Các cặn bẩn theo lỗ sàn rơi xuống với màng hứng phía dưới được tháo ra. Đây là nguyên lý hoạt động của máy rửa kiểu sàn. Tiếp theo là đến máy rửa thùng quay. Máy rửa thùng quay thì chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào cái cửa này, nhấn nút và rửa quay. Ở trong đây có các đây là các tấm đục lỗ được làm bằng thép 304. Rửa để cho nước sẽ chảy ra ngoài, cặn bẩn chảy ra ngoài hứng với đây. Máy rửa thùng quay có một ưu thế đó là ưu điểm là tiết kiệm đến 80% thời gian rửa và chúng ta chỉ cần một nhân công khi mà nạp nguyên liệu vào và chỉ cần bấm nút thôi nên nó sẽ quay là. Hệ thống bồn nước với dung tích rất là lớn ha. Nó chỉ tốn hệ thống bồn rửa có dung tích rất là lớn nha. Các bạn xem lại hình nè, rất là lớn. Và hệ thống ống thổi sục khí nguyên liệu sạch đến từng các kẽ bẩn mà không làm nát bề mặt nguyên liệu của nó.
nguyên lý hoạt động. Thùng quay sẽ gây ra một tác dụng cơ học chà xát lên mặt ngoài của nguyên liệu rửa. Đây là nguyên lý hoạt động của máy rửa thùng quay. Cho cái nguyên liệu vào đây, nó sẽ quay. Ở trong đây có các cánh xoáy ở trong đây nè. Nguyên liệu cho vào cửa này chứ. Đầu keo nó sẽ xoay vào cửa tháo nguyên liệu. Với năng suất 12 tấn trên giờ, năng lực mã lực 5 HP là 5 mã lực. Video này của các bạn cũng xem thêm trên YouTube nha. Đó là cái phần rửa nguyên liệu thực phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video hay thì các bạn có thể đăng ký và chia sẻ để cho mình có động lực làm ra nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.